Tour du lịch Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Sapa, Hà Nội, 5 ngày 4 đêm, 5.988.000 đồng trọn gói, gồm vé máy bay đã có tại Vietourist. Trước khi tới Sapa, quý khách sẽ tham quan đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của Việt Nam. Về trung tâm thị trấn Sapa, tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng, nhà thờ đá Sapa, bản Cá Cát, tìm hiểu và khám phá đời sống của con người vùng cao Tây Bắc. Tại đây, quý khách có thể mua sắm những mặt hàng thủ công được đồng bào dân tộc chế tác bằng tay, thưởng thức nhiều món ăn đa dạng và không thể bỏ qua món thắng cố của bà con dân tộc Hờ Mông. Dịp cuối năm, bạn còn có cơ hội tham dự vào phiên chợ tình Sapa nổi tiếng độc đáo, nơi gặp gỡ của những nam thanh nữ tú, thanh niên ở các bản làng, một trải nghiệm không thể nào quên. Tiếp tục hành trình, quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm tàu hỏa leo núi hiện đại nhất Việt Nam để đến với khu du lịch Fansipan Legend. Tại đây, đoàn sẽ tự do tham quan, chụp hình tại khu du lịch chiêm ngưỡng Bảo An Thiền Tự ở độ cao 1.604m trong quần thể ga Sapa. Đây là một điểm dừng chân đầu tiên của du khách trước khi đặt chân vào hành hương khấn Phật và chinh phục đỉnh Fansipan huyền thoại. Quý khách cũng có thể đăng ký tour chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan bằng cáp treo, chiêm bái Bích Vân Thiền Tự, chiêm ngưỡng các công trình tâm linh đặc sắc như Vọng Lĩnh Cao Đài, Con Đường La Hán, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Tượng Đồng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại thành phố Hạ Long, đoàn sẽ lên du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên của thế giới, với các điểm đến nổi tiếng như Hòn Trống Mái, đỉnh Lư Hương, hang Sửng Sốt, trải nghiệm chèo thuyền kayak khám phá hang Luồn và thiên nhiên nơi đây, hòa mình vào làn nước trong xanh trên đảo Tì Tốt.
đến Ninh Bình, cố đô Hoa Lư, quý khách sẽ tham quan chùa Bái Đính, là một quần thể chùa với nhiều kỷ lục Việt Nam như chùa có diện tích lớn nhất, tượng Phật bằng đồng lớn nhất, nhiều tượng Phật La Hán nhất, cơ hội chinh phục hàng múa được mệnh danh là nàng thơ của Tam Cốc hay vạn lý trường thành của Việt Nam với khung cảnh hùng vĩ của những đỉnh núi. Đến khu du lịch Tràng An, lên thuyền xuôi dòng Sào Khê uống lượn dưới chân những dãy núi đá vôi quanh các cánh rừng nguyên sinh và rừng lao, đi qua chín hang chính với những cái tên rất lạ như hang sáng, hang tối, hang nấu rượu. Tại Hà Nội, quý khách sẽ tham quan các di tích thắng cảnh là niềm tự hào của người Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Quảng trường Ba Đình, phố cổ Hà Nội, thưởng thức các món ăn đặc sản của người Hà Nội. Tất cả các cảnh điểm quý khách đã được trải nghiệm trong chương trình đều có trong tour Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Ninh Bình 5 ngày 4 đêm chỉ với 5.988.000 đồng. Giá tour trọn gói đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, thuế phí hành lý, xe ô tô máy lạnh đời mới cùng với tài xế và hướng dẫn viên chuyên nghiệp phục vụ suốt tuyến, nghỉ ngơi tại các khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, các bữa ăn sáng, trưa tối phục vụ đầy đủ, ẩm thực phong phú đa dạng, thưởng thức các đặc sản địa phương. Bảo hiểm du lịch trị giá lên đến 30 triệu đồng và quà lưu niệm của Vietourist. Tặng voucher trị giá lên đến 1 triệu đồng cho khách hàng đi tour của Vietourist. Quý khách đừng quên mua sắm các đặc sản địa phương về làm quà cho gia đình nhé. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Vietourist. Hãy gọi đến số 1900 1868 hoặc 0909 886688 hoặc truy cập website vietourist.com đặt tour hoặc giới thiệu cho người thân của bạn. Hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình sau của Vietourist.
Electric, kỳ diệu từ sự khác biệt.